Thời tiết ngày 18 tháng 9, cả nước mưa to, biển động, gió mạnh cấp 7. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo hôm nay 18 tháng 9 đến đêm mai, thời tiết Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Nam Bộ đang vào kỳ triều cường, do đó mưa kết hợp triều cường làm quá trình thoát nước diễn ra chậm. Nguy cơ ngập vùng trũng thấp ảnh hưởng đến sinh hoạt, việc đi lại của người dân. Còn hôm nay Bắc Bộ mưa rào và dông, có nơi mưa to. Lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Về áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, hôm nay hình thái này di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20-25 km/h và mạnh lên thành bão. Chiều nay bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240 km về phía Đông. Do đó, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có mưa rào và dông. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Hiện nay, mực nước triều tại khu vực ven biển phía Tây Nam Bộ đang ở mức cao, cần đề phòng mực nước dâng bất thường gây sạt lở đê biển.